trường xoáy. Đầu tiên là xem điện trường biến thiên thì sinh ra từ từ trường xoáy, à điện trường xoáy như nào, từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy. Thứ hai là nói đến điện trường biến thiên và từ trường, không có khái niệm từ trường xoáy mà chỉ có điện trường xoáy. Đó, điện trường xoáy, từ trường bình thường, không có khái niệm xoáy. Và thứ hai chúng ta trao đổi ở đây đó chính là điện từ trường và thuyết điện từ của Maxwell. Cụ thể là người ta nói đến những cái thông tin gì, chỉ cần biết những cái thông tin thôi, không cần phải công thức nhớ, không cần phải phương trình. Đó, chỉ cần biết là nó là sự liên hệ của anh nào với anh nào. Ok, chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ hai thì sẽ chi tiết về điện từ trường và thứ hai là thuyết điện từ của Maxwell. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết. Thứ nhất, mối liên hệ của điện trường và từ trường.